cry till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town. Đi nha. Dạ. Gọt rau củ cho mẹ xong hết chưa? Dạ rồi mẹ. Cái gì đó? Bị gì đó? À, không sao đâu mẹ. Tại nãy con cắt cà rốt xong nó trúng á. Nhưng mà không sao đâu mẹ. Chắc mai mốt nó lành. Đông nổi này đực cái ngón tay có chút xíu à, mà bây giờ coi nè nó nhiễm trùng rồi nó hoại tử rồi mẹ em thao khớp luôn à, làm sao mà sống nổi hả con ơi? Không sao đâu mẹ, thì cùng lắm con tháo khớp thôi nhưng mà con vẫn sống tốt được mà. Trời ơi con gái của tôi. Trời ơi con ơi là con ơi, con nói là con sống tốt mà bây giờ con bỏ mẹ con đi vậy con ơi. Mẹ con đi rồi một mình mẹ làm sao mẹ sống nổi nè Tina ơi. Trời ơi là trời à, con ơi là con ơi. Đi đó, đi đó, đi đó, đi đó. Giấc mơ. Mơ gì mà khủng khiếp vậy? Tina, Tina. Dạ. Con đâu rồi? Con nghe nè mẹ, con đang cắt rau. Đợi rồi, con tí. Được rồi. Gì vậy? Lũ rau gì y chang vậy? Sao? Con có bị sao không? Sao? Con đâu bị gì đâu. Cái bộ đồ này luôn nè. Chết rồi. Chứ vậy là giấc mơ này có điềm rồi, điềm báo rồi. Làm sao đây? Gina, 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 con nghe lời mẹ nè. Sao, sao? Nghe lời dặn nghe chưa? Kể từ nay trở về sau, con không có được đụng vô rau, rổ, dao, nĩa, bếp gì hết. Ngay cả cây dao rọc giấy con cũng không được đụng vô nữa, nghe rõ chưa? Mẹ sao vậy? Con cắt rau thôi mà có gì đâu. Nghe lời mẹ đi con, nghe lời mẹ đi con, có điềm rồi con ơi. Chuyện gì xảy ra với con tôi? Không có sao hết, chỉ là giấc mơ thôi. Bây giờ mình chỉ cần làm cho con mình phải né đi những cái chuyện đó thì chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Con lại trời Phật, con lại tứ phương tám hướng phù hộ cho con của con. Trời Phật phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi, đừng có cái chuyện gì hết. Trời ơi à, cái gì vậy con? Trời ơi sao vậy? Con lỡ cắn trúng tay. Trời ơi mẹ đã kêu con đừng có đụng vô mấy cái thứ quỷ quái này rồi mà sao con không nghe? Bây giờ làm sao đây? Con bị đứt tay chảy máu tí xíu thôi mà mẹ. Trời con không biết cái gì hết. Con bị đứt tay một chút xíu thôi, nhưng mà rồi vết thương nó sẽ bị nhiễm trùng nè. Rồi nó sẽ bị hoại tử. Rồi con sẽ bị thao khớp. Rồi con mất mạng luôn đó con. Cái gì vậy? Cái này cùng lắm để lại sẹo thôi mà, đâu có bị gì đâu. Trời ơi bây giờ làm sao đây? Bình tĩnh, bình tĩnh Xuyên ơi. Bây giờ làm sao? Đi đi bệnh viện con ơi. Đi gì vậy? Đi bệnh viện. Mày đưa bác sĩ liền. Mày chửi quá tiếng đấy, mẹ bị gì? Đi bệnh viện. Trời ơi Gina. Trời ơi con ơi là con Gina. Trời ơi, mở cửa. Hai đứa mở cửa nhanh lên. Mở cửa đi bệnh viện nhanh lên giùm cho mẹ, nhanh lên mở cửa ra. Em định trốn mẹ hoài vậy đó hả? Chứ em biết làm sao giờ. Rõ ràng vết thương của em nó đâu có nặng đến mức nhiễm trùng đâu. Em chỉ sợ nó để lại sẹo thôi à. Mẹ cứ một hai bắt đi bệnh viện cho bằng được ấy. Thì chắc tại mẹ thương em nên mẹ cứ rối hết lên vậy đó. Mở cửa nhanh lên. Bây giờ hai đứa không mở cửa là cô kêu công an đó nha. Thôi thôi, để chị ra chị mở cửa cho. Nhanh lên đi nè. Đâu rồi hả? Chị nè em. Đâu rồi? Trời đất ơi, lên này. Cửa ra đây cho mẹ. Trời ơi, con ơi là con ơi. Ngồi xuống đây cho mẹ, nhanh lên. Đưa cái tay mẹ coi.
Chết rồi, trời ơi, đứt tay chảy máu rồi nè con ơi. Bây giờ phải đi bệnh viện liền thôi, nếu không là vết thương nó nhiễm trùng nguy hiểm lắm. Trời ơi, con đã nói vết thương nó có tí xíu à. Mẹ mà hỏi bác sĩ nó có nhiễm trùng không, người ta cười vô mặt mình á. Con chỉ sợ là để lại sẹo thôi. Trời ơi, mấy cái vết sẹo này á, để đó nha chị. Chị có cách này nè. Đây là SkyZ chuyên trị sẹo. Ngày trước á, chị cũng bị đứt tay, vết thương còn nặng hơn của em nữa. Để lại sẹo mà bôi cái này vô á, khoảng chừng từ 2 đến 3 tuần á, là vết thương của chị mờ hẳn đi. Nó có chiết xuất từ 3 loại thảo mộc, đó là nghệ, nhân sâm và rau má, giúp cải thiện tình trạng sẹo lồi cũng như là sẹo lõm. Thêm hệ hoạt chất nâng cao từ vitamin B3, vitamin C, làm đều màu vùng da sẹo. Và đặc biệt á, là màng sinh học BioSeal dưỡng ẩm, bảo vệ da và hỗ trợ quá trình cải thiện sẹo nhanh hơn nữa đó. Em chỉ cần bôi cái này lên á là em sẽ không để lại sẹo đâu. Thiệt không chị? Thiệt. Hay để em xài thử nha chị. Em nhớ á là phải xài khi mà vết thương vừa đóng mài, như vậy á hiệu quả mới nhanh nhất đó. Thôi, cái chuyện sẹo á để sau đi. Mẹ chỉ lo là vết thương của con bị nhiễm trùng. Bây giờ mẹ đã hẹn bác sĩ rồi, đi ngay, có cãi. Alo, bác sĩ ơi. Dạ thưa bác sĩ, không biết là tình trạng vết thương của con tôi như vậy là nó có bị nhiễm trùng không bác sĩ? Em cho chị coi vết thương nha. Thì hiện tại thì vết thương là chưa có dấu hiệu nhiễm trùng. Tuy nhiên tất cả các vết thương hở thì đều có nguy cơ nhiễm trùng. Do đó thì chúng ta phải chăm sóc vết thương đúng cách để hạn chế cái tình trạng nhiễm trùng nha chị. Dạ, vậy bác sĩ ơi, cho em hỏi là khi mà tay của mình bị vết thương như vậy thì mình nên làm cách nào để cho vết thương nó không bị nhiễm trùng và không gây nguy hiểm hơn hả bác sĩ? Nếu như mà trong trường hợp mà mình bị những cái vết thương từ những cái vật dơ hoặc những vật mà bị sét thì nên đến những cái cơ sở y tế để được tư vấn và chích ngừa uốn ván. Dạ thưa bác sĩ, nhưng mà rủi như mà cái vết thương mà nó bị nhiễm trùng rồi á thì nó có bị lan ra rồi nó có dẫn đến tình trạng nặng hơn hay nó bị hoại tử hay mình phải tháo khớp không bác sĩ? Khi mà có dấu hiệu nhiễm trùng á thì là chúng ta nên đi khám ngay lập tức. Nhưng mà dấu hiệu nhiễm trùng thì nó cũng sẽ từ từ và nó biểu hiện như là sưng, nóng, đỏ, đau tại vùng vết thương. Hoặc khi mà chúng ta chăm sóc vài ngày thì chúng ta thấy cái vết thương nó chảy nhiều dịch, nhiều mủ thì chúng ta nên tới những cái trung tâm y tế để bác sĩ khám và điều trị một cách thích hợp, chứ chúng ta sẽ không tự chăm sóc ở nhà. Dạ. Vậy nó có bị, thí dụ như mà mình không biết rồi mình để vậy, nó có bị lan ra hay nó bị hoại tử gì không bác sĩ? Nếu như mà chúng ta cứ để vết thương mà dơ, nhiễm trùng thì nó có thể dẫn tới nhiễm trùng huyết và cũng rất là nguy hiểm. Chính vì vậy chúng ta cần phải theo dõi và thay băng cho vết thương mỗi ngày. Dạ, dạ. Vì bác sĩ ơi, cho em hỏi á, thì khi mà mình bị một vết thương như vậy á thì mình sẽ không tránh khỏi cái việc mà mình bị sẹo á bác sĩ. Thì bây giờ mình làm cách nào để mình tránh khỏi bị sẹo, và nếu mà mình lỡ có bị sẹo thì mình làm cách nào để cho cái sẹo đó nó mau ta mờ đi ạ? Khi vết thương bắt đầu lành, nó đóng mài á, thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng những cái thuốc thoa để điều trị sẹo. Thì trong thành phần các thuốc thoa thông thường nó sẽ có những cái thành phần như là silicone gel, Cola Plus, thì nó sẽ giúp cho cái sẹo nó tăng sinh tốt, đồng thời nó ức chế sự hình thành cái sẹo lồi. Bên cạnh đó, để cho cái vết thương nó đều màu với vùng da xung quanh thì trong các thành phần sẽ chứa thêm là vitamin C hoặc là vitamin B3. Bên cạnh đó thì chúng ta còn phải nhớ là phải tránh nắng và thoa kem chống nắng lên vùng vết thương để cho cái vết thương có màu nó đều cái màu da hơn. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là cái tuýp SkyZ này á, thì thành phần của nó có giúp gì trong việc điều trị sẹo không bác sĩ? Cái tuýp điều trị sẹo này thì nó chứa cái thành phần đó là BioSet Cola Plus, thì nó sẽ giúp cho cái môi sẹo tăng sinh tốt. Ngoài ra nó sẽ ức chế cái hình thành sẹo lồi. Bên cạnh đó các thành phần như là vitamin C nè, vitamin B3 thì nó sẽ làm cho cái vùng da sẹo nó giảm thâm hơn. Ngoài ra em nên nhớ là chúng ta phải cần phải tránh nắng nè và thoa kem chống nắng lên vùng bị sẹo để cho cái việc giảm thâm cho vết sẹo nha em. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm nha. Đã nhờ hôm nay tới gặp bác sĩ á thì nghe bác sĩ tư vấn tận tình vậy á tôi cũng đỡ lo hơn, chứ bữa giờ là tôi mất ăn mất ngủ luôn, tôi căng thẳng áp lực, gặp ác mộng luôn đó bác sĩ. Cứ sợ là cái vết thương nó nhỏ như vậy nhưng mà nó không có chăm sóc kỹ rồi nó bị nhiễm trùng rồi á, rồi là nó hoại tử rồi tháo khớp rồi dẫn tới tình trạng là con tôi tử vong. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm á, bữa nay là về là ăn ngon ngủ ngon rồi ạ. Nhưng mà nếu như sau này mà người nhà tôi hay là bạn bè bà con chùm xóm gì đó bác sĩ mà có những cái vấn đề về da đó thì có thể đến gặp bác sĩ để được bác sĩ tư vấn không ạ? Dạ không chỉ một mình chị hay là người thân của chị mà bất kỳ ai có vấn đề về da thì cứ alo bác sĩ nghe.